Xin chào những khán giả quen thuộc của chương trình giao lưu trực tuyến 8 sao. Nếu có một câu hỏi để dành cho quý vị và các bạn, đó là chúng ta hãy thử tìm một cái tên có thể đại diện cho dòng nhạc trẻ Việt Nam những năm cuối năm 1990 hay là người tiên phong cho việc khơi dậy dòng nhạc trẻ tại Việt Nam, thì các bạn sẽ nghĩ đến cái tên nào ạ? Vâng, chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ rất nhiều người có cùng chung một suy nghĩ, một đáp án giống như Mai Phương, đó là chúng ta sẽ nhớ đến cái tên của anh hai Lam Trường. Ngày ấy, hình ảnh của Lam Trường xuất hiện dày đặc trên TV, tiệm băng đĩa cũng bán đắt hàng cả album của anh, hay cả những cửa hàng văn phòng phẩm cũng bán nhiều sản phẩm có in hình ảnh của anh Lam Trường. Phải nói rằng anh là ngôi sao giữ vị trí số 1 lâu năm nhất trên bảng phong thần nhạc Việt với cái tên là Sóng Xanh, số 1 về cát-xê, số 1 về hợp đồng quảng cáo và cũng là thần tượng số 1 của giới trẻ vào thập niên trước. Lùi về hậu trường, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc kinh doanh, nhưng Lam Trường chưa bao giờ là cái tên mờ nhạt trong lòng công chúng. Trong thời gian này, Lam Trường đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng một loạt những sự xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc tại thủ đô hay các tỉnh thành trên miền Bắc, hay một loạt những dự án âm nhạc mới mà anh đang thực hiện, hứa hẹn là những sản phẩm tâm huyết và đánh dấu độ chín trong sự nghiệp của anh. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân để tạo cho chúng ta có cơ hội được trò chuyện cùng với anh hai Lam Trường trong buổi giao lưu trực tuyến 8 sao ngày hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chào em. Lam Trường xin gửi lời chào tới khán giả của chương trình 8 sao ngày hôm nay. Phải nói đây là một cái buổi gặp gỡ rất là thú vị, bởi vì cũng lâu rồi chương trình chưa có dịp ngồi lại trò chuyện cùng quý vị. Hy vọng là cái ngày hôm nay sẽ là một cái ngày đánh dấu một cái kỷ niệm thật là đẹp duy trì với lại công chúng yêu âm nhạc tại thủ đô Hà Nội. Vâng, anh Trường thân mến, phải nói rằng là Mai Phương không hề ngạc nhiên khi những câu hỏi giao lưu trực tuyến mà khán giả gửi về cho anh thực sự là rất nhiều, chứng tỏ một điều là sự ái mộ của công chúng dành cho anh chưa bao giờ là hết, đúng không ạ? Và hiện tại đang còn rất lớn, cũng như là những năm về trước. Mai Phương biết không, phải nói là anh rất là xúc động khi biết được rằng có rất nhiều câu hỏi mà công chúng yêu âm nhạc đã dành cho anh. Anh thấy đó là một cái món quà quý báu nhất mà những người nghệ sĩ như là anh được nhận từ công chúng của mình. Bao nhiêu năm qua thì anh đi hát và chuyện vẫn mong muốn là mình không có phụ lòng tình yêu của công chúng, luôn ý thức được cái chuyện nghề nghiệp là một cái sự trao dồi, một cái sự phát triển phát huy tột bậc để mình cố gắng hết sức của mình để đáp lại cái tấm lòng của công chúng. Và ngày hôm nay thì Trường muốn anh muốn một lần nữa khẳng định với công chúng rằng mọi người không quên Trường, và bản thân Trường cũng vậy, Trường luôn nhớ tới cái tình cảm của công chúng dành cho Trường, và Trường luôn ý thức là mình phải cố gắng phát huy cái nghề nghiệp của mình. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ để thay cho lời cảm ơn đối với công chúng đi thì chúng ta hãy bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên, và chắc chắn là anh đã sẵn sàng trả lời rồi, đúng không ạ? Không những sẵn sàng mà còn rất là nôn nóng là được đón nhận những cái câu hỏi của khán giả. Dạ vâng ạ, chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi của bạn Đỗ Trung Thanh ở Hà Nội. Bạn có một câu hỏi dành cho anh như thế này. Chào anh Trường, cái thời mà tôi đi học đại học là lúc đi đâu cũng nghe thấy nhạc của anh. Không chỉ TV, đài phát thanh mà ngay cả ở trường tôi, sinh viên cũng thi văn nghệ bằng những bài hát của anh. Câu hỏi của tôi đơn giản lắm. Tôi muốn được anh nghe chia sẻ lại về quãng thời gian đó. Khi mà đi đâu thì cái tên của anh cũng được hô vang. Tôi chỉ muốn gợi lại trong mình một chút ký ức của ngày trước. Còn giờ thì xung quanh tôi chỉ những thể loại nhạc inh ỏi và sexy bao trùm. Cảm ơn anh và chúc anh mãi giữ được phong độ đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đúng thật sự là những giây phút để chúng ta cùng nhau ngồi hồi ức là những kỷ niệm đẹp thì bao giờ nó cũng là những giây phút rất là đặc biệt và rất là xúc động. Cũng không khác gì bạn, mỗi lần Trường rong ruổi trên khắp những cái đoạn đường biểu diễn của mình thì ngồi trên xe, trên máy bay hay bất kỳ nơi đâu, Trường cũng có những giây phút thỉnh thoảng nhớ lại, hồi ức là những cái thời gian mà mình chập chững bước vào nghề và những thời điểm mà mình đang có rất nhiều ca khúc để mà cống hiến cho công chúng. Trường còn nhớ là cái bài hát mà đặc biệt nhất mà phải nói là trong loại những ca khúc được khán giả yêu mến lúc bây giờ như là ca khúc Tình Thoa Xót Xa. Đó là một cái kỷ niệm rất là khó quên. Giống như bạn nói là những ca khúc của Trường hát được các bạn trẻ hát trên miệng, truyền nhau qua những cái băng cassette, qua những cái CD rất là nhiều, nó đi khắp tới mọi miền đất nước. Và thậm chí là Trường biết rằng những cái vùng mà có những cái nơi mà người ta nghe nhạc không phải là rất có sự chọn lọc, những sự khó tính của công chúng, nhưng mà những cái bài hát của Trường lúc bây giờ vẫn đến được với những công chúng khó tính đó. Thì đó là thấy được cái sự phổ biến của những ca khúc vào thời điểm bây giờ. Trường rất là nhớ như in, những anh nhớ như Trường nhớ rất là in cái lúc mà giải là Sóng Xanh, lúc bây giờ đã giải rồi,
có những cái khúc mà được đứng đầu top, người ta nói là có thể đứng đầu top một vài tháng đã là một cái sự cố gắng vượt bậc của người ca sĩ rồi. Mà chị nhớ là có những cái bài hát thì đứng top cả năm trời, và có thể còn hơn nữa. Thì những lúc mà đứng giao lưu với công chúng trên sân khấu, rồi hát những bài hát đó tặng cho công chúng, thì rõ ràng là cái giây phút đó không thể nào quên được trong cái cuộc đời của mình, rất là đặc biệt. Và những cái lúc mà được xem là những cái tư liệu mà do chương trình quay lại, công chúng ngồi bất kỳ rất là nhiều đối tượng, chẳng hạn như là những cái những bác đạp xích lô, hay là những cái bạn sinh viên học sinh, thầy cô giáo giáo viên, rất là nhiều đối tượng cùng nhau lắng nghe những cái kênh trên là sóng xanh, trên cái đài radio để phát những ca khúc bình chọn của bây giờ. Mình thấy được đủ thấy là cái âm nhạc nó có sức ảnh hưởng mạnh như thế nào. Và Trường thấy là mình may mắn đã có được cái điều đó, và tới ngày nay những cái cảm xúc đó luôn luôn nó vẫn còn đầy ắp trong 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 Trường. Cảm ơn câu hỏi của bạn đã cho Trường có dịp quay lại với lại những cái thời gian đẹp của bây giờ. Một bạn khán giả Hà Tĩnh có một câu hỏi dành cho anh như thế này: các sản phẩm âm nhạc mà anh muốn hướng tới sẽ có mục đích níu kéo khán giả cũ hay muốn tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu mới ở những bạn khán giả có tuổi đời trẻ hơn? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Với câu hỏi này thì Trường nghĩ rằng thật ra âm nhạc nó có một cái tính chất rất là đặc biệt mà không có gì gọi là bước biến, không thay đổi theo thời gian. Đó là nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời, và nó sẽ luôn luôn trẻ mãi, nó luôn luôn làm cái gì đó mới mẻ trong lòng của những người yêu âm nhạc. Nó điển hình giống như là những ca khúc mà bất hủ vào những năm trước đây, ca khúc nhạc Việt hay là thậm chí là những ca khúc quốc tế. Trường yêu thích cho tới bây giờ, Trường vẫn yêu thích, và có rất nhiều khán giả vẫn yêu thích những ca khúc đó ngay bây giờ. Cho nên là những ca khúc bây giờ mà Trường đang hát và đang thể hiện trên sân khấu, nó không những chỉ là dành tặng cho những công chúng mà đã đồng hành với Trường trong suốt thời gian trước đây, và thậm chí với cả những khán giả ngay bây giờ vẫn có thể nghe và dành những cái tình cảm cho những ca khúc đó. Người nhạc sĩ khi mà sáng tác một bài hát, Phương biết không, họ bay bổng cái tâm hồn của mình, họ nghĩ về một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống, về tình cảm mà họ có thể là ngay tại cái thực tế bản thân của họ, họ là những cái chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của họ, để rồi người nhạc sĩ đó viết xuống ca khúc đó. Và trong đâu đó những cái hình ảnh đó mình bắt gặp được cái sự đồng cảm trong đó, không phải riêng của Trường, của người ca sĩ, mà ngay cả trong khán giả khi nghe ca khúc đó. Thành ra là những ca khúc của Trường tới nay thì những khán giả trước đây họ làm mới thì đều có thể nghe được. Người bạn cùng tuổi với Mai Phương thì cũng rất yêu thích những ca khúc của anh, nhìn thấy mình trong ca khúc của anh như những ca khúc như Con Đường Tình Yêu hay là Đôi Giày Vải, rất dễ thương, rất gần gũi với các bạn trẻ, đúng không ạ? Đúng, Mai Phương nói rất là đúng. Âm nhạc nó có một cái, nghe thậm chí Trường khi mà Trường hát một bài hát của một người nhạc sĩ đó, thỉnh thoảng mình bắt gặp được cái hình ảnh của mình trong đó. Đôi khi bây giờ ngồi đây và nghe lại những ca khúc trước đây thì Trường lại nhớ là mình không phải là thấy hình ảnh của mình trong bài hát đó, mà thấy được hình ảnh của mình đang hát bài hát đó trong thời điểm đó. Lúc nào vậy? Các âm nhạc nó có một sự hoài niệm và một cái gì đó nó cũng là hướng tới cái tương lai. Cho nên là âm nhạc nó rất là đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc trữ tình được thể hiện qua chất giọng luyến láy, nhả chữ rất lạ tai, đã tạo nên được một giọng hát khó có thể lẫn với ai được. Và ngay sau đây chúng ta sẽ được thưởng thức tiếng hát quen thuộc của ca sĩ Lam Trường qua ca khúc gần đây nhất của anh, ca khúc Khi Người Yêu Tôi Khóc. Dấu chân trời
Tại sao em tới cho anh yêu vội, cho một lần yêu cuối là những lẻ loi. Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như anh vừa tránh anh. Em một đêm cuối mặn để cây đắng rơi thành giọt lệ đời. Anh niềm đau đến muộn từng chiều lặng yên nhìn mưa bao tới. Khi hồn anh giá rời ngày vui sẽ đôi tình ở xa xôi. Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi. Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm như từ lâu tôi giấu những cơn buồn phiền. Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau, cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Đêm cuối màn để cây đắng rơi thành giọt lệ đời. Anh niềm đau đến muộn từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới. Khi hồn anh giá rời ngày vui sẽ đôi tình ngỡ xa rồi. Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi. Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm như tôi giấu những cơn buồn phiền. Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau, cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Câu hỏi của bạn Hồng Vân ở Hà Đông, Hà Nội. Bạn có một câu hỏi dành cho anh như thế này. Anh Trường ơi, anh nổi tiếng là người cưng chiều fan, lâu rồi không gặp anh, không biết anh có giữ tính cách này với chúng em không anh? À, người ta nói là sông có thể đổi núi có thể dời, nhưng mà cái tính nhất của người thì không bao giờ có thể nào thay đổi được. Chị nghĩ rằng anh nghĩ là cái Hồng Vân ơi, cái tính chiều fan của anh cái đó là cái tính cố hữu, anh không bỏ được. Anh vẫn chiều fan, anh vẫn rất là nhiệt tình, thậm chí là nhiều vui lắm em biết không, có nhiều khi
anh Quang Linh đi hát chung với nhau đồng nghiệp, những ca sĩ, thì Quang Linh đó là cái người ca sĩ mà anh phải nói là anh nể nhất về vấn đề về về sự chịu đựng và cũng như chiều fan, đó là anh Hai Lan Trường. Bởi vì anh Linh đó là có một lần đi diễn chung mà từng chứng kiến là từ lúc mà anh Linh bước ra khỏi khách sạn, là tại ở chung anh em ở chung khách sạn với nhau mà, thì thấy Trường đang ngồi nói chuyện với fan, chơi với fan, tiếp fan đó. Thì cho đến lúc mà anh đi ăn cơm xong rồi đi làm một số công việc, đi mua sắm xong quay lại thì anh vẫn còn ngồi đó với fan. Có nghĩa là anh là một trong những cái người rất là kiên nhẫn, nhưng mà thật sự ra anh nghĩ đó không là cái kiên nhẫn, mà đó là một cái sở thích của mình. Khi mà ngồi trò chuyện với fan và nói chuyện với fan, mình thấy ở bạn có những cái gì đó mà mình thấy cái sự trẻ trung ở các bạn, sự nhiệt huyết, cái niềm đam mê âm nhạc của bạn thể hiện qua cách các bạn dành tình cảm cho Trường. Mà đương nhiên là Trường thích là bởi vì Trường cũng là cái người rất là yêu âm nhạc, rất là đam mê. Gặp được những cái người mà cùng chí hướng như thế thì nói chuyện rất là thoải mái và không cảm thấy đó là cái sự cố gắng hay là gượng ép nào đó. Bạn Vũ Hải Tùng ở Kim Ngưu, Hà Nội có một câu hỏi dành cho anh. Anh Trường ơi, em thấy nhiều ca sĩ cùng thế hệ với anh trở lại với làng nghệ sau thời gian dài vắng bóng, hoặc họ muốn ghi dấu mình vào trong công chúng thêm đặc sắc hơn. Họ lựa chọn việc tham gia các show truyền hình thực tế để đẩy mạnh tên tuổi. Anh có nghĩ rằng mình cũng cần học họ ở điều đó để làm nóng lên tên tuổi của mình không? Câu hỏi rất là sâu sắc, rất là để ý, rất là có chiều sâu. Cảm ơn bạn về cái quan tâm, có một cái sự quan tâm rất là sâu sắc đến với cái người ta gọi là cái chiến lược của một người ca sĩ. Thật ra ngày nay thì những cái chương trình thực tế, những cái game show truyền hình nó trở nên rất là phổ biến và nó gần gũi với lại khán giả trước màn ảnh nhỏ. Anh nghĩ đó là một cái lợi thế mà tất cả các ca sĩ đều cảm nhận được, đều thấy được điều đó. Và các bạn đang cố gắng hòa mình vào trong những cái xu hướng đó để mà tiếp cận cái hình ảnh mình với công chúng. Đối với anh, đối với Trường cũng vậy. Trường nghĩ đó là một cái bước đi thông minh. Sở dĩ là thời gian qua thì Trường có tham gia những cái game show nhỏ nhỏ, nhưng mà nó là nhỏ là bởi vì thật ra thì tại vì sau này nó có quá nhiều những cái game show mà nó có những cái phiên bản nó quá đặc biệt, nó quá mới thôi. Thì như là The Voice hay là Cặp Đôi Hoàn Hảo, Bước Nhảy Hoàng Vũ, rất là nhiều. Thì trong những năm trước đây, khi mà những cái show đầu tiên, những ban tổ chức đều có những cái lời mời dành cho Trường. Rất tiếc là trong những thời gian qua thì Trường có những cái một số vấn đề riêng tư về riêng tư, cho nên Trường cần giải quyết, cho nên cái thời gian của mình không có đáp ứng đủ cho cái điều kiện diễn ra cái chương trình game show là thực tế đó. Nhưng mà một cái điều đáng mừng muốn tiết lộ các bạn là những cái chuyện riêng tư mà cần giải quyết thì hầu như mình cũng đã trải qua rồi. Bây giờ sắp tới trong năm nay hoặc là trong năm tới nữa thì Trường nghĩ là Trường có đủ thời gian để mà tham gia những cái hoạt động đó, và hy vọng là những cái hoạt động đó sẽ đem cái hình ảnh của mình gần gũi hơn và thường xuyên hơn đến với công chúng. Có một điều nữa cũng muốn chia sẻ với bạn và với lại khán giả luôn. Cái hình ảnh của âm nhạc, diện mạo âm nhạc ngày nay và trước đây thì nó có một cái sự thay đổi mà có thể nói là rõ nét. Có nghĩa là trước đây thì ca sĩ đến với công chúng một cách rất là tự nhiên. Đôi khi chỉ cần mình ra một cái CD là tất cả những cái hoạt động đi kèm đó tự nhiên nó sẽ có, chẳng hạn như là các anh chị bên báo chí cũng sẽ tới và phỏng vấn mình, tự động tìm tới mình để mà hỏi thông tin, và các anh chị sẽ đưa thông tin ra tới công chúng một cách rất là hiệu quả, rất là nhiều. Ngày nay thì mọi thứ nó khác hơn, là bởi vì số lượng ca sĩ ngày càng đông và các bạn chủ động đến với những cái cách giống như là giới thiệu giọng ca của mình, giới thiệu sản phẩm mình đến với công chúng. Cho nên là người ca sĩ bây giờ phải chủ động hơn trước đây, không phải thụ động nữa. Nên là mặc dù rằng đi show, hát diễn show ở những cái show diễn ngoài sân khấu rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần là mình thụ động chút xíu thì hình ảnh của mình sẽ trên những trang báo, trên những chương trình nó sẽ ít đi, và điều đó ít nhiều sẽ gây cái sự ngộ nhận là khán giả như là mình đã bớt hoạt động, mặc dù rằng show thì rất là nhiều. Và chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì biết đâu sẽ gặp Lam Trường ở những cuộc thi, những game show trên truyền hình như là Bước Nhảy Hoàn Vũ hay là Cặp Đôi Hoàn Hảo, đúng không anh? Cũng có những cái lời mời ban tổ chức cho những cái show tới, và hy vọng là Trường sẽ sắp xếp được thời gian để mà tham gia. Nói chung tham gia những cái đó thì vui là chính, và đương nhiên là trong cái vui đó nó có mang tính chất chuyên nghiệp trong đó, và nó có một cái gì đó, nói về những cái chương trình thực tế thì Trường nghĩ nó có những cái lợi nhất định, giá trị nhất định của nó. Nói chung cũng hồi hộp mà nghĩ là cũng sẽ cố gắng để tham gia. Anh Trường thân mến, anh cho em hỏi cuộc sống của anh hiện tại có gì khác biệt so với thời gian anh hay tất bật chạy show hết từ nơi này đến nơi khác, thời gian biểu diễn hiện tại
thời gian biểu hiện tại của anh chủ chốt là dành cho kinh doanh hay nghỉ ngơi hay là đi du lịch? Câu hỏi này đến từ bạn Đinh Phương Ánh ở Hưng Yên. Du lịch là một trong những cái sở thích của trường. Trường rất là thích đi du lịch. Trong những cái lần đi du lưu diễn thì thường thì kết hợp để mà được những cái dịp để mình tham quan một cái số nơi mà mình yêu thích. Thật ra thì cái thời gian ngày nay hiện nay thì thời gian dành cho ca hát rất là nhiều. Kinh doanh chính là một phần đó. Gần đây thì trường hay nói về kinh doanh là bởi vì cái hoạt động kinh doanh đó nó là một cái hoạt động trong cái cuộc sống của trường, mà trường nghĩ rằng công chúng và những fan của mình thỉnh thoảng đôi khi các bạn vẫn muốn trường chia sẻ những cái gì đó ngoài âm nhạc. Đó là lý do tại sao mà gần đây trường cũng có hay giới thiệu những cái hoạt động khác như là kinh doanh. Nhưng mà cũng muốn nói với chia sẻ các bạn luôn là mặc dù rằng kinh doanh nhiều loại, đặc biệt là về ẩm thực như là mở nhà hàng tiệc cưới Forever hay là mở những cái chi nhánh thức ăn nhanh A2 Fish and Chip tại các đang trường sẽ mở rộng, hiện nay thì đang mở trong Nam thôi, nhưng sắp tới sẽ mở rộng trên những cái chi nhánh những cái tỉnh thành khác, đặc biệt là Hà Nội thì là một trong những cái tỉnh thành mà trường rất là quan tâm bởi vì rất phù hợp với là cái mô hình của trường. Thì đó là những cái hoạt động kinh doanh, nhưng mà thực ra thì trường sẽ không có phải dành quá nhiều thời gian cho kinh doanh. Trường chỉ đưa ra những cái chiến lược hay là những cái mục tiêu để mà mình hướng tới, nhưng mà để thể hiện những cái chiến lược và những cái mục tiêu đó thì không phải là do chính thân bản thân trường làm, mà sẽ do những cái nhân tố khác, những cái nhân viên của mình, họ là những người trực tiếp quản lý cái mô hình đó để mà đưa cái hoạt động nó đi một cách hiệu quả hơn. Để thứ nhất là làm việc cá nhân nó không có hiệu quả bằng một cái tập thể, và nó phải có một cái tính chuyên nghiệp cao, là những người có được đào tạo chuyên môn hẳn hoi về lĩnh vực về kinh doanh. Thứ hai nữa là không ảnh hưởng tới cái chuyện ca hát của trường, bởi vì trường còn phải thu âm, biểu diễn show, rồi gặp gỡ những cái các bạn fan của mình, rất nhiều hoạt động, cho nên là sẽ không có chuyện ảnh hưởng ca hát của mình bởi vì hoạt động kinh doanh. Ngày nay thì cái chuyện diễn show của mỗi ca sĩ á, thì thường thường sẽ bằng nhiều cách để mình giới thiệu cho công chúng biết được cái hoạt động của mình. Thế nên là các bạn có thể lên trên website của trường, có thể là trên Facebook của trường để mà biết được cái hoạt động. Thật ra thì những cái show diễn của trường rất là kín. Như vậy là thời gian biểu của anh vẫn tập trung vào việc ca hát, cũng như là địa điểm mà chúng ta sẽ dễ gặp Lam Trường nhất vẫn là những sân khấu ca nhạc, đúng không ạ? Một bạn khán giả ở Quảng Ninh có một câu hỏi dành cho anh. Hai anh Trường, em đã từng xem chương trình trong đó anh thể hiện màn tài năng lồng tiếng cho phim bộ. Trước khi nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, anh đã tham gia lồng tiếng đúng không ạ? Và nếu sau này sự nghiệp ca hát đang đi xuống thì anh có nghĩ là mình sẽ quay sang nghề đó không? Lồng tiếng là một trong những cái sở thích khi mà trước khi mà Trường đi hát, mà không có nghĩa nó là sẽ là cái hướng để mà Trường đi theo, bởi vì cái niềm đam mê nó vẫn chưa đủ lớn bằng âm nhạc. Nếu một lúc nào đó mà âm nhạc mình có một cái khoảng thời gian nó chững lại, hay là mình đã từng chững lại, hay là mình nó là một cái biểu đồ đi trồi sụp lên xuống, thì Trường nghĩ rằng cái cách tốt nhất là vẫn giữ cái đam mê lồng tiếng đó trong những cái lần giao lưu hay là trong những lần gặp gỡ bạn bè, nhưng mà cái chính là Trường sẽ cố gắng làm mọi cách để mà đưa cái sự nghiệp, cái niềm đam mê lớn nhất mình đó là âm nhạc, để nó ổn định trở lại. Mỗi một ca sĩ khi đi hát thì luôn cố gắng, đôi khi không có thời gian để mà mình nhìn quá xa, có những cái xa, nhìn xa về cái chiến lược của mình thôi, còn nhìn tới xa tới mức độ là để nghĩ tới khi nào mà mình chững lại, hoặc là mình đi xuống, biểu đồ của mình đi xuống, thì lúc đó chắc mọi người cũng không muốn nghĩ tới, thì nó là cái thực tế mà không cần mình phải nghĩ, là nếu mà mình không có cố gắng thì nó sẽ diễn ra. Cố gắng mình cần nhất là phải cố gắng và phải nghĩ tới những cái gì trong cái công việc của mình cần làm để cho công việc ổn định. Không, Trường sẽ không nghĩ là mình sẽ theo cái nghề lồng tiếng. Diễn viên lồng tiếng. Đúng rồi. Nhưng mà sẽ làm vui thôi. Bên cạnh đó sẽ cố gắng sức để cho cái nghề nghiệp ca hát mình nó ổn định hơn. Vâng. Tuy sẽ không thấy một diễn viên Lam Trường lồng tiếng, nhưng mà bây giờ thì khán giả của Megafan, khán giả của MyTV có thể được lắng nghe anh Lam Trường trổ tài lồng tiếng của mình được không ạ? Đó là bộ phim Như La Thiền Chữ. Các bạn nghe lại nha. Lúc bây giờ Nhất Cù Sông Cơ ta đọc trưởng Ba Độc Giang Hồ. Nhất Cù nhờ vợ Như Lai Thần Trưởng muốn luyện thành công chế ta khí tụ đơn điền, khai tông hai nghị đạo nhậm giả đốc. Luyện thích thời kỳ tăng quan tù điển, không khéo sẽ bị tẩu quả nhập mạng. Đại khái là vậy. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã gửi cho khán giả cũng như Mai Phương có những giây phút rất thư giãn, rất thú vị ạ. Bạn Mai Trang ở Phú Quốc, Kiên Giang có một câu hỏi dành cho anh. Em hâm mộ một gia đình đông đủ nhiều thế hệ, nhiều người tài giỏi và nổi tiếng của anh.
Em muốn hỏi anh một câu là hiện tại anh đặt mục tiêu kiếm tiền của bản thân là gì? Anh còn giữ cương vị là chủ lực tài chính trong gia đình không? Cho em hỏi thêm, với một người đàn ông của gia đình lớn tuổi rồi, trách nhiệm của anh với cha mẹ có giảm đi không? Trường cảm thấy mình rất là may mắn khi mà trong nhà gia đình của Trường thì không phải riêng Trường là cái người có thể có khả năng ca hát. Ngoài ra còn có cô cháu gái Minh Thư, rồi Tiêu Châu Như Quỳnh, rồi các anh chị của mình nữa. Chỉ có điều là các anh chị thì lại không có theo cái nghiệp ca hát thôi. Những cái giây phút mà gia đình xây quây quần với nhau, ăn uống, trò chuyện rồi hát hò với nhau, Trường cảm thấy rất là hạnh phúc. Và đó là trong những cái giây phút mà hạnh phúc nhất mà trong cái cuộc đời, trong cái gia đình của Trường. Phải nói là cái nghề ca hát này ngoài ra nó cũng đem lại cho Trường những cái ưu thế, những cái lợi thế, chẳng hạn về tài chính, nó giúp Trường ổn định hơn về cuộc sống của mình, sinh hoạt của mình. Bên cạnh đó Trường có thể chăm lo một phần cho gia đình nếu mình có thể cùng với các anh chị, cùng với gia đình làm một cái gì đó, một cái dự án nào đó trong kinh doanh, sẽ làm cho mình cảm thấy rằng sự gắn kết giữa tình cảm anh em trong gia đình gần gũi hơn, làm cho cha mẹ mình vui hơn. Và đương nhiên là chuyện làm cho ba mẹ mình vui là một cái chuyện mà Trường và các anh chị của Trường luôn luôn rất là ý thức, rất là rõ, rất là cao. Ba má luôn là một cái gì đó mà mình cần phải đặc biệt quan tâm và chăm sóc, bởi vì đó họ là những người đã, ba má đã sinh ra mình, đã chịu khổ cực để mà nuôi nấng mà cho mình có được cái thành công ngày hôm nay. Thì điều này không phải riêng gì bản thân Trường ý thức được, mà tất cả những người con trên cuộc sống này ai cũng nhận ra điều đó. Từ khi mà mới đi hát, lúc mà trước khi đi hát thì mình còn nhỏ quá, thì hầu như anh không có để ý những đó rõ nét lắm. Cho tới khi bắt đầu đi hát, kiếm được cái đồng tiền đầu tiên, rồi bắt đầu ổn định được cái cuộc sống của mình, thì khi đó cha mẹ bớt lo cho mình thì vai trò của mình đối với gia đình nó sẽ rõ nét hơn. Và cho tới ngày nay thì Trường cảm thấy là mình cũng đang làm được ít nhiều những gì cho ba mẹ mình và cố gắng làm nhiều hơn. Dạ vâng. Thế còn đối với những cô cháu gái cũng đang đi theo con đường ca hát giống như anh, thì với tư cách là một đàn anh cũng như là một người thân trong gia đình, thì anh có sự giúp đỡ nào đối với những người cháu của mình không ạ? Cũng giống như là khi cái khoảng thời gian khi mà Trường mới bắt đầu nghề, còn nhớ lúc đó có nhiều anh chị hướng giúp đỡ cho đưa Trường ra những cái sân khấu lớn để hát, nhưng mà thực sự lúc đó Trường đã quyết định từ chối những cái lời mời đó một cách rất là khéo, tự tế nhị. Chỉ một điều, bởi vì một điều thôi, là mong muốn là mình sẽ trau dồi cái ca hát mình tốt hơn nữa trước khi ra sân khấu lớn. Trường bắt đầu rút vào trong những cái sân khấu nhỏ, những cái trà, những cái vũ trường để hát. Mình rèn luyện như thế khoảng 3 năm, sau đó thì bắt đầu ra những cái sân khấu lớn hát. Thì cho tới ngày nay thì Thư với Quỳnh hầu như là rất là bản lĩnh, bởi vì thứ nhất là bản lĩnh như thế nào thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn là có một cái lập trường riêng mình, có một cái hướng đi, nhận thức được cái hướng đi riêng cho bản thân mình rất là rõ nét. Điều đó là cái điều quan trọng hơn. Và cũng liên quan đến vấn đề này nên bạn Uyên Trang ở Hà Nội có một câu hỏi dành cho anh. Em chào anh Trường, anh là ca sĩ đi tiên phong trong việc có người làm quản lý riêng. Không biết sau này khi anh ngưng việc đi hát để chuyên tâm cho kinh doanh, thì công chúng có thấy hình ảnh quản lý Lam Trường của ca sĩ Minh Thư hay Tiêu Châu Như Quỳnh không anh? Cái này làm, đây là một cái điều rất là thú vị, rất là hay. Thật sự nếu sau này Trường sẽ không còn dành quá nhiều thời gian cho việc hát riêng tư mình, thì cái khoảng thời gian dư thừa đó Trường sẽ dùng nó để mà giúp đỡ cho những cái nhân tố khác. Đặc biệt là nếu mà trong gia đình có những người mà tham gia con đường lĩnh vực về những cái lĩnh vực con đường nghệ thuật âm nhạc này, thì mình sẽ dành cho họ những cái sự quan tâm, những cái sự giúp đỡ, có thể là một người quản lý. Chỉ có điều là hiện tại thì chưa. Trước đây thì có nhiều bạn thấy là anh cũng mở công ty, Trường cũng mở công ty về âm nhạc, nhưng mà thật ra cái công ty đó nó không phải dùng để đào tạo một cái ca sĩ, mà là chỉ để là những tạo ra những cái hoạt động ca hát cho bản thân Trường. Để làm một cái công ty đào tạo ca sĩ thì mình phải dành cho người ca sĩ đó rất là nhiều thời gian, và mình phải sắp xếp được cái khoảng thời gian riêng tư mình hợp lý thì mới hiệu quả được. Chính vì không có sắp xếp được thời gian hiệu quả đó, cho nên là cái hoạt động của công ty không có đi theo cái hướng làm đào tạo ca sĩ. Anh Trường ơi, anh hát nhạc trữ tình rất hay, em rất thích nghe những bài hát của anh, em là fan ruột của anh đấy. Dạo này không thấy anh xuất hiện trên sân khấu âm nhạc, em rất buồn. Anh có thể tiết lộ lý do vắng mặt của mình, rất mong được thấy anh nhiều hơn trên sân khấu. Chúc anh thành công với sự nghiệp âm nhạc của mình. Đây là một câu hỏi của bạn Trần Xuân Hạnh ở Hà Nội. Cảm ơn câu hỏi của Hạnh rất là nhiều.
cái sự băn khoăn của bạn cũng là cái băn khoăn của Trường. Thật ra anh Trường thì cũng rất là lo lắng khi mà rất là buồn khi nếu mà một lúc nào đó cái công việc mình nó không có thuận lợi và nó chững lại như thế này. Để nói cho dễ hình dung chút xíu là một ca sĩ khi mới vào nghề thì mình có những bước qua những cái giai đoạn. Đầu tiên là mình cố gắng mọi thứ để trau dồi lấy cái nghề nghiệp bản thân mình để mình có một cái vũ khí lợi hại trong 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 tay chứ cái đã. Sau đó mình mới phô diễn cái vũ khí đó, mình đem cái khả năng của mình đem tới công chúng mình để cho công chúng bắt đầu tiếp nhận mình. Rồi sau khi tiếp nhận mình, bắt đầu mình sẽ cố gắng để mà tạo thành một cái chỗ đứng định hình, một vị trí rất là quan trọng, rất là cao trong lòng công chúng. Rồi sau khi đã được vị trí rồi, bắt đầu mình phải dùng thời gian lại bắt đầu giữ cái vị trí đó để mình giữ nó trong cái khoảng đường càng càng dài càng tốt. Thì đó là cái duy trì cái phong độ của mình. Thì những cái chặng đường đó phải nói là thì anh Trường cũng đi qua, đã đi qua. Tới nay thì anh khẳng định là cái vị trí của mình bây giờ đang là gì, là anh đang muốn giữ cái phong độ của mình và tiếp tục giữ những tình cảm đó thông qua những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Thời gian qua thì có một khoảng thời gian những sản phẩm của anh cũng chững lại và cũng ít. Điều đó thì cũng làm một cái nỗi lo âu của anh. Nhưng mà anh nghĩ trong cái con đó là một cái biểu đồ thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là anh sẽ cố gắng rất là nhiều để mà có nhiều sản phẩm hơn đến công chúng. Cho nên Hạnh cũng đừng có buồn và đừng có lo. Anh sẽ cố gắng rất là nhiều để mà thể hiện những cái dự án âm nhạc dành tặng cho những khán giả luôn yêu quý anh, mà trong đó có Hạnh trong đó. Phải nói rằng từ nhiều thập niên trước đến bây giờ thì nhiều người trẻ tuổi vẫn đang nhìn thấy hình ảnh của mình qua những ca khúc do chính anh Lam Trường hát hay sáng tác. Những câu chuyện tình yêu với tiết tấu của cuộc sống hiện tại không quá bi thương phức tạp mà rất nhẹ nhàng, giản dị mà sâu sắc. Và đây sẽ là một ca khúc thể hiện rõ điều đó qua tiếng hát của Lam Trường, ca khúc Con đường tình yêu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mang tên là tình yêu. Khi tôi bước một mình đêm những nỗi cô đơn, đêm trong từng làn gió thoảng, đêm trong từng hạt mưa bay, đêm đây từ tiên nắng sớm mai đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến, dành bước đi cùng tôi, có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi. Tình yêu của họ rất đẹp, đẹp như một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng đã viết một câu chuyện về tình yêu thì không chỉ có những lúc hạnh phúc của hai người. Giờ đây thêm nỗi nhớ em cuốn quay đêm đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia. Ngày em xa tôi, giấc mơ kia đã tan rồi. Chỉ có thể yêu em thôi, tình này trao đến em rồi. Và từng đêm tôi vẫn mơ về ở đoạn cuối con đường có em. Sau những hạnh phúc mà họ đang trải qua thì đến lúc định mệnh tình cờ cũng đã đưa cô gái rời xa chàng trai như một giấc mơ. Để lại sau những ký ức hạnh phúc là những nỗi buồn cô đơn, mà đôi lúc chàng trai cũng không chắc chắn rằng người mình yêu đã thực sự rời xa. Cô gái cứ như một câu chuyện tình cờ mà chàng đã tự tưởng tượng ra.
con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến dành bước đi cùng tôi, con nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi, bỗng em xa khuất dần, giọt nước mắt như cô đơn em quay về, và giờ đây thêm nỗi nhớ em cuốn quay đêm đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia, ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi, chỉ có thể yêu em thôi. Tình này trao đến em rồi, và từng đêm tôi vẫn mơ về ở đoạn cuối con đường có
bạn Khương Tú Trung ở Hà Nội có một câu hỏi dành cho anh. Anh Trường ạ, em đã qua cái tuổi mà có thể chạy theo các ca sĩ thần tượng một cách không ngại ngùng, nhưng em đã từng làm với anh khi em đang còn là học sinh và sống ở Hà Nội. Nhưng giờ đây khi đã có gia đình, em lại suy nghĩ khác hơn. Em có thể ủng hộ anh bằng cách ngồi thưởng thức các ca khúc của anh một cách đĩnh đạc và điềm tĩnh nhất. Và em vẫn muốn tham gia câu lạc bộ người hâm mộ anh, thì em phải làm thế nào? Xin chân thành cảm ơn anh. Những khán giả như bạn thì thật là đáng quý, thật bởi vì cái tình cảm của mình nó sẽ dành cho âm nhạc theo từng mỗi giai đoạn, nó sẽ thay đổi theo cái lứa tuổi của mình. Và điều đó cũng thấy được là bạn đã dành cho âm nhạc một cái tình cảm rất là trọn vẹn. Cảm ơn cái tình cảm đó, và đặc biệt là tình cảm âm nhạc đó dành cho Lam Trường, có dành cho cả anh Trường trong đó. Hy vọng là Việt Nam mình luôn luôn có những khán giả như thế để mà đẩy mạnh được cái nền âm nhạc Việt Nam mình đi lên. Bây giờ có thể em có thể liên lạc với anh qua những cái kênh thông tin như là website, tại vì website đó thì mình sẽ hoạt động với phạm vi nó sẽ rộng hơn. Cái địa chỉ website của anh là lamtruong.vn. Trên đó thì có rất là nhiều hình ảnh của anh nè, rồi có cả nhạc về video, rồi thông tin lịch diễn rồi của anh rất là nhiều trên đó. Hoặc là em có thể lên trên Facebook. Ngày nay Facebook nó trở nên rất là cũng khá là rất là phổ biến, cũng là một cái kênh để mình có thể trao đổi với nhau, để tin nhắn lại hoặc là lên xem tin tức. Facebook của anh thì hiện nay có hai cái Facebook đang sử dụng. Bên cạnh đó có một số Facebook khác thì do các bạn fan lấy tên và thành lập ra mình cũng có nhận. Cho nên nếu mà em muốn biết thì chỉ có duy nhất một cái Facebook dành cho fanpage, là dành cho fan. Thì trên cái trang đó rất là đông và rất là vui. Anh nhớ không lầm là nếu mà em dễ nhận diện là trên đó khoảng 60,000+ fan trên đó đã tham gia vào cái like cho cái trang của anh. Thì vô trong đó thì có thể mình sẽ trò chuyện ở trong đó. Một bạn gái ở Phú Thọ có một câu hỏi dành cho anh. Anh Trường ơi, ngày nay người ta thường có thiên hướng đi về thời kỳ cũ kỹ cổ xưa. Ví dụ như đồ nội thất cổ thì luôn đắt giá hơn đồ mới, xe cổ thì được săn lùng ráo riết. Mới đây ca sĩ Mỹ Linh cũng cho ra mắt album Địa Than. Còn anh thì anh có nghĩ rằng mình nên quay về thời băng cassette không? Chào mừng anh đã trở lại Hà Nội, hy vọng sớm được gặp anh ở Phú Thọ nhà em. Yêu anh rất nhiều. Cảm ơn các bạn, cảm ơn bạn có câu hỏi rất là dễ thương. Đồ cổ là đồ quý đúng không? Nhưng mà có nhiều khi hồi nhỏ nghĩ rồi sao kỳ ta, cứ mỗi lần đồ cổ đồ xưa là nó lại mắc trở nên đắt giá. Hồi bé có những lần anh nghĩ để coi anh kiếm trong nhà mình có cái món đồ nào đẹp nhất, anh đem chôn xuống đất, rồi anh viết lên tờ giấy anh để lại là khoảng bao nhiêu năm sau dành cho cháu chắc mình, đó là con tới chỗ đó con đào lên con bán đi được giá lắm. Thì lúc đó chắc là nó sẽ đỡ phải cực nhọc để đi làm kiếm tiền. Nhưng mà thật ra thì đồ cổ thì nó có những cái giá trị riêng của nó. Nếu mà nó là một cái có giá trị riêng về cái giá trị riêng của nó, chẳng hạn như về vàng, về cẩm thạch hay những cái đá quý thì nó mình không nói. Nhưng mà về những cái yếu tố về kỷ niệm thì rõ ràng những cái đĩa nhựa nó luôn luôn tạo cho những khán giả, nhất là những khán giả mà đã từng trải qua thời kỳ nghe đĩa nhựa, đĩa than, một cái hồi niệm, những cái hoài niệm rất là đẹp. Đặc biệt là khi mà Mỹ Linh sẽ hát những cái dòng nhạc rất phù hợp với lại những khán giả mà họ đã trải qua cái thời kỳ đó. Cho nên cái cách mà Linh, khi mà Linh làm cái đĩa đó rất là thông minh, tại vì biết được là đối tượng nghe nhạc mình là đối tượng nào, và họ là những người rất là hoài niệm, và họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy thăng hoa hơn khi mà họ được nghe những bài hát mà họ yêu thích trong một cái đĩa mà đã gắn liền với họ trong cuộc thơ của mình. Thì việc anh quay lại với những cái loại hình như là đĩa nhựa, đĩa than hay là băng cassette thì điều đó cũng rất là hợp lý. Trong một cái mức độ là hoài niệm thì nó rất là hay, nhưng mà ngày nay nếu như mà nghĩ về cái mức độ phổ thông thì phổ biến thì có điều đó nó sẽ khó, tại vì ngày nay các bạn hầu như là đã chuyển sang nghe đĩa và nghe bằng MP3. Dạ. Cho nên nếu mình sáng tác lại cái băng cassette thì nó lại sẽ trở nên là khó đến với mọi người hơn. Nhưng mà nếu như mà mình chuyển chút xíu, có thể là mình vẫn phát hành dưới hình dạng là CD, bên cạnh đó làm thêm những cái cassette rất là đặc biệt với mang tính chất là một cái bộ sưu tập quà tặng, thì điều đó sẽ là một cái ý tưởng rất là hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi rất vui dành cho anh, đến từ một bạn khán giả tên là An Toàn ở Hà Thái. Anh có nảy sinh mối tình nào khi diễn chung, hát chung với các ca sĩ, người mẫu, diễn viên không? Vì em thấy xu hướng phim giả tình thật dạo này nhiều quá. Em chỉ cần anh xác định có hoặc không thôi. Cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công với sự lựa chọn của mình. Vâng, bây giờ anh chỉ có đúng hai phương án lựa chọn là có và không, thì bây giờ anh sẽ lựa chọn phương án nào đây? Trước khi chọn phương án thì phải nói một điều là cái cảm nhận của Trường cũng hơi như thế này.
Khi mà giới thiệu tên bạn là an toàn, nhưng mà biết là câu hỏi sẽ không an toàn chút nào, và chỉ được chọn một trong hai phương án, có hoặc là không. Okay. Đó bây giờ, đó với trường là không. Sở dĩ mà cái đáp án của trường là không là bởi vì thật sự là những cái clip hay là những cái video, những cái phim mà trường tham gia tới nay, rõ ràng là các bạn diễn của trường là những người rất là ăn ý với trường trong lúc diễn xuất, nhưng mà chỉ là trong diễn xuất thôi. Ngoài đời thì các bạn ấy có đời sống riêng của họ và trường cũng có đời sống riêng của mình. Chưa có một cái sự kết hợp giữa trong phim cũng như ngoài đời giống nhau. Nhưng mà điều đó thì không có nghĩa là lúc nào cũng vậy. Đâu biết đâu được sắp tới tương lai thì sao. Tại vì không có gì biết trước cả. Và tiếp theo cũng sẽ là một câu hỏi của bạn An Toàn, nhưng mà có những câu hỏi không hề an toàn chút nào. Anh Trường ơi, em xin chết vì anh. Nếu ra khỏi cổng nhà mà anh gặp được một fan nữ nói như vậy thì anh có cho cô ấy chết không? Em mà nói nữa là anh chết vì em. Thế ra thì có một người mà thật sự dễ thương, mà thật sự là dành cho Trường tình cảm như vậy, thì chắc chắn là Trường sẽ phải dành làm tình cảm rất đặc biệt cho bạn đó. Đương nhiên là Trường sẽ không phải chết vì bạn đó, tại vì đó là cái hướng suy nghĩ quá tiêu cực. Và điều đó là cái điều mà nhiều người không mong muốn, bản thân bạn đó không mong muốn, và nghĩ là Trường cũng không mong muốn. Có điều là khi mà bạn đó nói bằng thật sự cái tấm lòng của mình, thì Trường nghĩ đây là một cái người rất là chân thành, và họ sẽ luôn luôn cùng mình để mà chia sẻ những cái nỗi vui, những cái niềm vui, những nỗi buồn với mình. Nếu mà mình có cơ hội thì có thể có những người bạn thấy rất là đáng quý. Giống như là bây giờ mà Mai Phương có nói là anh Trường ơi em xin chết với anh, thì anh cũng sẽ để cho em chết đúng không? Thì chắc là hôm nay anh sẽ không ra khỏi cái cửa này, anh nghĩ là anh sẽ là được. Sau rất nhiều những câu hỏi thể hiện sự ưu ái, sự yêu mến của khán giả dành cho anh, thì ngay sau đây sẽ một câu hỏi khá đặc biệt của một bạn khán giả ở Sơn Tây Hà Nội. Bạn có một câu hỏi như thế này: đã gọi là giao lưu thì cũng nên thẳng thắn với nhau một chút. Thú thật là tôi không thích lắm cách hát của anh, cách lấy hơi nhả chữ, có gì đó khiến tôi không thể thưởng thức giai điệu một cách trọn vẹn, cứ bị ngắt khúc. Tôi vẫn cứ mãi băn khoăn không hiểu tại sao anh lại có nhiều fan hâm mộ như thế. Tôi nói thế thì anh có buồn không? Nếu mà nói là không buồn thì là Trường giả dối. Nhưng mà nếu thật sự mà nói của những trước đây, nếu mà vào những năm trước đây Trường nghe, chắc là Trường sẽ bị buồn và cảm thấy là cái nỗi buồn này chắc là sẽ kéo dài với mình. Nhưng mà với những cái gì mình đã đi qua, đã từng trải, thì Trường nghĩ rằng mình cũng thừa hiểu là đây là những cái chuyện rất là thực tế, và nó cũng rất là nên cần phải nghe những cái lời nhận xét của bạn. Ngược lại bây giờ cái cảm giác của Trường nó lại không như trước đây. Mỗi một cái ca sĩ đều có cách thể hiện riêng của mình, mỗi một công chúng đều có một cái cách thưởng thức riêng của mình. Có thể bạn đúng là Trường trong cái cảm nhận riêng của bạn, mỗi người đều có cảm nhận riêng mà. Xong Trường nghĩ rằng bạn cũng phải suy xét một điều là sở dĩ mà Trường có nhiều fan hâm mộ, chắc hẳn nó phải có một tồn tại, một lý do nào đó. Có thể là bạn không thích cách hát của Trường, nhưng mà ở đâu đó khán giả, những công chúng khác có thể họ tìm được những cái tình cảm, những cái suy nghĩ, những cái tâm, cái tấm lòng, cái lòng của Trường, cái tình cảm của Trường trong cái bài hát của Trường hát. Về chuyện hát ngắt đoạn, cách xử lý bài hay là không rõ lời như thế nào đó, Trường nghĩ rằng nó làm cái quá trình của một cái người ca sĩ. Trường khi mà mới bước vào nghề, cái tiêu chí mà Trường chọn cái đầu tiên khi mà Trường thấy bài hát đó là cái tình cảm của bài hát. Có lẽ là bởi vì Trường không đặt cái tiêu chí cho mình rõ chữ của một người ca sĩ lên hàng đầu, cho nên đó là lý do tại sao mà Trường hát không rõ lời như là những ca sĩ khác. Thậm chí là bây giờ nếu như mà bạn có để ý nghe một số ca sĩ trẻ bây giờ hát, các bạn hát theo dùng nhạc R&B, rõ ràng hát vẫn rất là đớt, chữ rất là đớt. Nhưng mà tại sao họ vẫn phải trung thành và đi theo con đường đó? Cái quan trọng nhất là ở đó họ thấy rằng họ có thể thoải mái bày tỏ được cái tình cảm của họ qua những cái cách hát như thế. Trường thì chú trọng về cái tình cảm nhiều hơn về cái kỹ thuật, cho nên đó là một cái điều mà làm Trường cũng khó khăn khi mà lựa chọn cách hát của mình. Có một số CD Trường đã chọn cái cách hát cho rõ lời hơn. Rõ ràng là nếu bạn có dịp nghe CD Người Yêu Tôi Khóc thì bạn sẽ thấy là ở CD đó Trường hát rất là rõ lời và hát theo đúng cách, theo kiểu cách mà người ta mong muốn là phải chọn mình rõ chữ trong cái ca khúc đó. Thì nhưng mà bên cạnh những cái CD khác thì Trường lại trở lại với cái cách cố hữu của mình, cách mà mình rất là cảm thấy yêu thích và quen thuộc. Trước đây thì Trường sẽ cố gắng xoay sở để mà thay đổi theo những cái chiều hướng, nhưng bây giờ thì Trường sẽ cố gắng nghe coi là mình hát bài đó có tình cảm hay không, và ở mức độ nghe của khán giả thì công chúng có nghe được cái lời của mình ở mức độ nào, chấp nhận được hay không.
Trường sợ đánh mất cái con bản thân mình, Trường không muốn đánh mất bản thân mình trong cái con đường cảm nhận này. Mà dù gì cũng cảm ơn bạn về những cái sự thẳng thắn của bạn. Có lẽ đó là một cái động lực để cho Trường cố gắng nhiều hơn, để tìm kiếm cho mình một cái lối đi nó sẽ còn có thể tốt hơn nhiều nữa. Có thể là vẫn có tình cảm, nhưng bên cạnh đó cái cách hát mình sẽ đáp ứng được cái mong mỏi của một số lượng công chúng có thể như là bạn. Và bây giờ là một câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Hoài Nam ở Học viện Ngoại giao Hà Nội. Bạn có một câu hỏi dành cho anh. Hai anh Trường, em được biết anh đang dồn sức cho một sản phẩm âm nhạc cực kỳ hoành tráng. Anh có thể bật mí một chút về dự án này, cũng như tiết lộ cho em biết một chút về cái giá phải bỏ ra để đầu tư cho nó không anh? Em rất mong chờ sản phẩm mới của anh Trường. Thật ra thì Trường đang có những cái dự án, chẳng hạn cũng như là về CD sắp phát hành. Bên cạnh đó CD Nghĩa Tôi Khóc sẽ phát hành trong cuối tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 này. Bên cạnh đó nữa thì là sẽ những video clip mà Trường quay để mà quảng bá cho CD của mình. Trường sẽ phát hành, cách thức là sẽ phát hành single trước. Sau khi ra khoảng 3 single thì Trường sẽ tổng hợp ra một CD khoảng 10 bài. Và những cái show diễn lớn từ cuối năm cho tới những năm sau. Về con số thì chắc có lẽ là nói cho vui thôi, chứ thật ra thì nghĩ cũng ngày nay thì cái cách để mà PR cho chương trình đôi khi nó sẽ tạo cho mình để tạo ra những cái hiệu quả hiệu ứng tốt, thì đôi khi cái con số nó không nói lên cái điều cái chất lượng của chương trình. Có những chương trình được nói rằng bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng mà thật sự ra thì đôi khi nó lại không hẳn như vậy. Đó là cách PR, đó Trường thật lòng muốn nói với bạn biết để chia sẻ bạn hơn khi thật sự bạn quan tâm đến con số. Đương nhiên đầu tư sẽ rất là nhiều tiền vào trong đó. Xong cái đầu tư cao nhất vẫn là cái tư duy, cái ý tưởng trong cái chương trình, điều đó sẽ quan trọng hơn. Mọi thứ thì Trường chỉ mong muốn là giữ lại cho tới phút chót, khi mà cái chương trình ra sẽ tạo được cái hiệu ứng bất ngờ và nó cộng hưởng với lại cái sự đầu tư của mình, điều đó sẽ tạo hiệu quả tốt cho cái chương trình của Trường. Cho nên trước mắt là bạn chỉ cần biết là Trường sẽ cố gắng tất cả tập trung vào cái nguồn lực của mình, về sức lực, nội lực, cả về cái tài chính để mà làm cho những cái dự án sắp tới. Hy vọng là Trường sẽ có một cái buổi riêng để nói về cái dự án của mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi của bạn Hoài Nam đã tạm khép lại chương trình giao lưu trực tuyến 8 sao ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình, cũng như là những chia sẻ thú vị của anh cho tất cả những khán giả vẫn luôn dõi theo anh. Cảm ơn Mai Phương rất là nhiều. Qua đây thì Trường cũng cảm ơn chương trình đã cho Trường một cái buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị với các bạn, đặc biệt là trên chương trình giao lưu trực tuyến 8 sao. Và Trường cũng xin chúc cho các bạn có một ngày rất là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng để mà các bạn có thể làm việc tốt công việc của mình, và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn và sẽ còn gặp nhau trên con đường âm nhạc. Vâng, thay mặt cho những khán giả của chương trình thì Mai Phương cũng xin được chúc anh sẽ thành công với những dự án âm nhạc sắp tới, cũng như là những dự định mới trong cuộc sống của mình. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Còn với tất cả những khán giả của chương trình, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.